Cục Thể dục Thể thao yêu cầu làm rõ vụ tuyển thủ trẻ bóng bàn quốc gia kêu đói. Trong chiều ngày 3 tháng 10, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao chủ trì cuộc làm việc giữa Ban huấn luyện trẻ bóng bàn quốc gia, đại diện Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, các thành viên tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam xung quanh vụ việc gây xôn xao vừa qua liên quan đến bữa ăn kém chất lượng của các vận động viên. Thông tin từ Vietnamnet, cuộc họp này vẫn chưa thu được kết quả cuối cùng. Khi các bên đều có những độ tranh với nhau về mặt thông tin, trước mắt, lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao ghi nhận những báo cáo và giải trình của người trong cuộc, sau đó tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc để công khai trước dư luận. Tuyển bóng bàn trẻ quốc gia hiện do Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Hà Nội quản lý. Đội đang tập luyện tại điểm nằm trong sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thuộc Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình. Trước đó, trên báo chí và mạng xã hội xuất hiện những hình ảnh được cho là bữa ăn của tuyển bóng bàn trẻ quốc gia, cũng như vấn đề về tiền lương của các tuyển thủ. Một số vận động viên của tuyển trẻ bóng bàn quốc gia đang tập luyện tại Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội phản ánh việc mình thường xuyên bị đói và ăn không đủ, phải ra ngoài mua thêm đồ ăn. Theo hình ảnh này, bữa ăn của các vận động viên chỉ lèo tèo vài món ăn dành cho 8 vận động viên với mức giá 800.000 đồng. Ngoài ra, các vận động viên chỉ được ăn một gói xôi và một lon nước ngọt vào buổi sáng, không đủ dinh dưỡng để phục vụ cho việc tập luyện. Theo quy định của nhà nước, các vận động viên trẻ và vận động viên thuộc đội tuyển quốc gia được hưởng chế độ ăn uống 320.000 đồng trên một ngày trên một người. Với tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam, theo tìm hiểu, số tiền này được chia ra với mức 100.000 đồng trên một bữa sáng, 120.000 đồng bữa trưa và 100.000 đồng trên bữa tối. Trao đổi với Vietnamnet, ông Phan Anh Tuấn, phụ trách môn bóng bàn Cục Thể dục Thể thao cho biết, ngay sau khi xuất hiện những thông tin trên, Cục Thể dục Thể thao đã yêu cầu Ban huấn luyện tuyển trẻ bóng bàn Việt Nam phải có giải trình. Huấn luyện viên Bùi Xuân Hà khẳng định, những thông tin trên là hoàn toàn sai. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với một số vận động viên trẻ thì họ khẳng định mình vẫn ăn ngon, không bị đói. Về việc các vận động viên phải chuyển một số tiền nhất định mỗi tháng cho huấn luyện viên trưởng, ông Tuấn cho biết, huấn luyện viên Bùi Xuân Hà nói rằng mình giữ lại cho các học trò để tiết kiệm.